bạn biết không, tâm bọ ngựa là loài có chiếc búa dạng chùy, đầu nhọn và khá hiếu chiến. Chúng thường xuyên tấn công đối thủ bằng chiếc chùy này để nghiền nát đối thủ. Với cách thủ thế như bọ ngựa nên nó có tên là tôm bọ ngựa hay một vận động viên boxing. Tôm bọ ngựa có thể hạ cả những đối thủ to lớn hơn chúng rất nhiều, mà ngay cả các loại giáp xác to lớn được trang bị áo giáp giống như cua cũng phải vỡ vụn đó nha. Các bạn có thấy loài này ghê gớm hay không? Sinh vật này còn được biết đến với tên gọi khác là tôm mantis, thuộc lớp giáp xác biển. Khi trưởng thành, kích cỡ mà chúng có thể đạt tới là vào khoảng 30 cm, có khi lên tới 38 cm. Điều đặc biệt nhất ở loài tôm này là ở màu sắc trên cơ thể chúng vô cùng nhiều hoa văn, loè loẹt đó nha. Thêm vào đó, chúng sở hữu một đôi mắt cực kỳ tuyệt vời.